Sự thật đại gia chơi ngông dùng trực thăng rải hơn 100 tỷ, người dân tranh nhau nhặt. Truyền thông địa phương đưa tin vào hôm 27 tháng 10 vừa qua, một đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội đã gây náo loạn cộng đồng mạng Trung Quốc. Đoạn clip có tiêu đề là đại gia Trùng Khánh phát hiện mắc bệnh nan y, đem máy bay trực thăng rải hơn 30 triệu nhân dân tệ, tức hơn 103 tỷ đồng. Từ trên bầu trời, người dân đổ xô nhặt. Chẳng mấy chốc, đoạn clip trên được chia sẻ rộng rãi và được rất nhiều người tìm kiếm và bình luận. Trong đoạn clip, rất nhiều người dân đang tranh nhau nhặt tiền rơi xuống đường. Những tờ tiền từ trên trời rơi xuống, nhưng không rõ chủ nhân là ai, bay vương vãi khắp nơi, trên đường đi, vỉa hè, thậm chí đập vào cả cửa kính ô tô. Thấy vậy, rất nhiều người dân cả già lẫn trẻ đều dừng lại, tranh nhau nhặt tiền. Thậm chí một số tài xế ô tô còn dừng xe để xuống nhặt tiền, gây nên cảnh tượng ùn tắc một đoạn dài. Một lúc sau, khi không thấy tiền rơi xuống nữa, người dân mới chịu tản đi, giải tán đám đông và tắt đường. Có một người thậm chí còn khoe đã nhặt được hơn 900.000 nhân dân tệ, tức hơn 3,1 tỷ đồng, khiến ai nấy xung quanh đều phải sốc và ganh tị. Theo thông tin từ đoạn clip, số tiền khổng lồ trên đến từ một vị đại gia sống tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Sau khi phát hiện mắc bệnh nan y, không có cách nào cứu chữa được nữa, ông vô cùng đau buồn và uất ức, nghĩ đến việc chẳng thể đem tiền đi theo về thế giới bên kia. Vị đại gia quyết định lấy trực thăng rải tiền cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó, có rất nhiều cư dân mạng chỉ ra điểm vô lý trong clip trên, cho rằng chắc chắn có điều gì uẩn khúc ở đây. Số tiền người dân nhặt được trông có vẻ nhiều, nhưng chắc chắn không thể lên đến vài chục triệu nhân dân tệ. Hơn nữa, không hề có cảnh quay trực thăng rải tiền. Nếu thật sự có một vị đại gia chịu chi chơi ngông đến như thế, thì chắc chắn đã vô cùng nổi tiếng và chính quyền cũng phải can thiệp. Sau đó, một số cư dân mạng cũng nhận ra rằng dường như đã thấy đoạn clip này từ vài ngày trước đó, nhưng không liên quan gì đến việc một vị đại gia rải tiền từ trực thăng. Ngay sau khi đoạn clip trên gây bão mạng xã hội, chính quyền địa phương đã vào cuộc điều tra. Quả thực không hề có đại gia nào đem trực thăng rải tiền như tin đồn lan truyền trên mạng. Thực chất đây là một sự cố của một người đàn ông họ Bai, 29 tuổi, sống tại thành phố Trùng Khánh. Anh Bai được cho là đã sử dụng một loại ma túy mới có vào ngày 17 tháng 10 vừa qua. Tác dụng của ma túy đã khiến anh ta hưng phấn quá độ, gây ra ảo giác, không thể kiểm soát được suy nghĩ và hành vi của bản thân. Sau đó, anh Bai đã đem hết số tiền tiết kiệm trong nhà, vốn dùng để sửa chữa nhà cửa, tổng cộng hơn 200.000 nhân dân tệ, tức hơn 692 triệu đồng, vứt ra ban công khu chung cư. Thấy vậy, những người ở dưới điên cuồng tranh nhau nhặt. Một số người đã dùng điện thoại ghi lại clip, sau đó đoạn clip này lan truyền trên mạng xã hội và được một số người chia sẻ lại, giật tít sai sự thật để câu like câu view. Ngay sau đó, anh Bai đã bị cảnh sát Trùng Khánh bắt giữ vì tội sử dụng ma túy. Người đàn ông này hiện đang vô cùng đau khổ và hối hận vì tiền mất tật mang. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất mà chúng tôi đã cập nhật đến quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.